Double Deluxe đang hot nha mọi người. Con này rất là siêng mò luôn nha mọi người. Còn em ở giữa này là em chống đột biến ẩn. Mình đang thả chung với Pro bắt theo máy. Bên đây cũng là một chống đột biến Double Deluxe. Còn ở dưới đây thì là cũng chống double luôn đó, chống double ở bên phía trái. Còn chỗ này thì là một em máy đang up, máy single. Hello mọi người, đang up nha.